Kính mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương mục truyền hình Vì an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương mục Vì an ninh Tổ quốc tuần này gồm những nội dung đáng chú ý sau. Ghi nhận của phóng viên Vì an ninh Tổ quốc về chương trình Ngày Chủ nhật xanh của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sau 3 tháng thực hiện. Phần của chương mục là phóng sự về một cá nhân tiêu biểu thuộc Ban bảo vệ dân phố phường An Cừu, thành phố Huế, người đã có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Còn bây giờ là phần tin phản ánh về một số hoạt động của lực lượng công an toàn tỉnh trong tuần qua. Festival Nghề Truyền thống Huế 2019 lần thứ 8 với chủ đề Tinh hoa nghề Việt đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Công an thành phố Huế đã bảo vệ thành công lễ hội. Lực lượng công an đã triển khai thực hiện hàng chục phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, đón dẫn bảo vệ các đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Chính phủ và khách quốc tế, bảo vệ an toàn các chương trình, hoạt động văn hóa nghệ thuật, phòng chống các loại tội phạm và điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông. 100% quân số thuộc Công an thành phố Huế đã tham gia ứng trực chiến đấu để triển khai thực hiện các phương án kế hoạch bảo vệ đề ra liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự. Festival Nghề Truyền thống Huế 2019 đã kết thúc thành công tốt đẹp, một lần nữa khẳng định Huế là thành phố festival đặc trưng của Việt Nam. Sáng ngày 26 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan ban ngành và hơn 200 doanh nghiệp trọng điểm về cháy nổ trên địa bàn toàn tỉnh đã nghe lực lượng công an phổ biến chỉ thị 32 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư, chỉ thị 03 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh, thông báo tình hình cháy nổ trên toàn quốc và địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, những tồn tại bất cập trong phòng cháy chữa cháy tại Thừa Thiên Huế và các giải pháp về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, không để xảy ra các vụ cháy nổ, tai nạn, sự cố gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Khánh Toàn, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, Công an tỉnh đã tổ chức sơ kết 5 năm hoạt động liên đội tự quản về trật tự an toàn giao thông và nói không với ma túy. Sau 5 năm thực hiện, các em học sinh đã ý thức được vai trò trách nhiệm khi tham gia giao thông đường bộ, đường sắt và nói không với tệ nạn ma túy. Công tác tuyên truyền được tổ chức sâu rộng trong các chi đội và hội viên dưới nhiều hình thức khác nhau như xây dựng và duy trì bản tin tuyên truyền an toàn giao thông, nghiệm thu trên 50 tranh cổ động, 20 bài viết và 5 tiểu phẩm liên quan đến an toàn giao thông. 100% học sinh thực hiện tổ quy định xuống xe qua đường sắt, không có chắn, dừng lại 5 mét khi chờ tàu, v.v. Được biết, thời gian tới, mô hình này sẽ được duy trì và mở rộng dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm trang bị cho các em kiến thức về an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn ma túy. Ngày 25 tháng 4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Huế đã bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh Gia Minh, địa chỉ 36 Nguyễn Trãi, phường Thuận Hòa, thành phố Huế do Phan Hoàng Gia Minh làm chủ. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 101 máy hút thuốc lá điện tử, 93 thân máy, 12 đầu đốt, 10 cục sạc pin, 237 chai tinh dầu các loại dùng để hút thuốc lá điện tử. Toàn bộ số hàng trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, bản công bố chất lượng sản phẩm theo quy định. Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện đề án Ngày Chủ nhật xanh, hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh, sạch, sáng. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xung kích đăng ký, đảm nhận các phần việc với mục đích bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn ngày càng xanh, sạch, không rác thải, hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị, di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường. Phản ánh chương trình Ngày Chủ nhật xanh sau 3 tháng thực hiện. Ngay từ khi phát động chương trình Ngày Chủ nhật xanh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai thực hiện mô hình dòng sông Hương Xanh. Theo đó, từ 7 giờ đến 10 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần, đoàn viên thanh niên sẽ dùng xuồng, đò máy tham gia vớt rác trên sông Hương, khu vực từ đập đá đến cầu Dạ Viên. Tại các chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Công an tỉnh, Ngày Chủ nhật xanh đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong lực lượng thanh niên công an. Công tác thanh niên gắn chặt với công tác chuyên môn.
Tại thị xã Hương Trà, khi vừa kết thúc lễ hội Điện Huệ Nam, các đoàn viên thanh niên hoàn thành xong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục phối hợp với các đơn vị, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Ủy ban Nhân dân xã Hương Thủy và Thủy Bằng tiến hành gom rác thải ở thôn Ngọc Hồ, Khe Châu Ê, Bến Thang và trên sông Hương, khu vực quanh Điện Huệ Nam, cả trên bờ lẫn dưới nước, góp phần trả lại cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và góp phần tuyên truyền bảo vệ cảnh quan môi trường cho người dân. Đoàn thanh niên công an thị xã phối hợp với là xã đoàn Hương Thọ cũng như là Trung tâm Bảo tồn Di tích đã phối hợp để cùng nhau ra quân ngày Chủ nhật xanh với mục đích trước tiên là làm cho môi trường ở Điện Hồng Chén là xanh sạch hơn. Hơn thế nữa thì chúng tôi muốn thông qua cái hình ảnh này để mỗi người dân buôn bán làm ăn đấy cũng như là mỗi du khách nhận thức được cái hành vi xả rác của mình là ảnh hưởng đến môi trường. Diễn ra ngay ở các địa điểm nóng vệ sinh môi trường, ngày Chủ nhật xanh đã huy động sức mạnh của lực lượng thanh niên tại các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Công an tỉnh, đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, phát quang đường làng, ngõ xóm. Những việc làm ý nghĩa ngày càng được các cấp ghi nhận đánh giá cao. Qua 3 tháng triển khai thực hiện thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn đánh giá rất là cao cái sự vào cuộc và cái sự duy trì của đoàn thanh niên lực lượng công an tỉnh. Hàng tuần vào sáng Chủ nhật thì đều đã có cái đội hình thanh niên ra quân. Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đánh giá rất là cao cái sự xung kích tình nguyện của lực lượng đoàn công an tỉnh, không chỉ làm vệ sinh môi trường trên sông Hương rồi là tại các cơ quan của lực lượng đóng quân, mà cũng là đây là một lực lượng đi đầu trong vấn đề là hỗ trợ thêm cái nguồn lực cho các đơn vị mà có cái số lượng rác thải tồn đọng lâu ngày mà chưa được xử lý dứt điểm. Với những hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường, ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu, Đoàn Thanh niên Công an toàn tỉnh đã khẳng định vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo. Đây là điều kiện thuận lợi để thanh niên công an phát triển, cống hiến và trưởng thành, phục vụ đắc lực cho việc hiện đại hóa, nâng cao khả năng tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Với vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ công an tỉnh, tích cực hưởng ứng đề án ngày Chủ nhật xanh của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì trong thời gian tới thì các cấp bộ đoàn trong toàn lực lượng sẽ xung kích đi đầu trong việc triển khai các cái mô hình để hưởng ứng đề án ngày Chủ nhật xanh. Đồng thời chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính quyền tại các địa phương để mà cùng đăng ký đảm nhận thực hiện các cái phần việc về vệ sinh môi trường tại các cái tuyến đường, giải quyết các điểm nóng về rác thải, tích cực tuyên truyền vận động đến với người dân để mà cùng nhau giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn tỉnh. Luôn tiên phong đi đầu trong các phong trào hoạt động thanh niên, đoàn viên thanh niên công an tỉnh thể hiện quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự, hướng đến mục tiêu chung tay xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị, di sản văn hóa, sinh thái, cảnh quan thân thiện với môi trường. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, 43 năm gắn bó với công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, sẵn sàng có mặt khi lực lượng công an và nhân dân cần đến, không ngại vất vả, hiểm nguy, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó là ông Ngô Ngọc Khánh, trưởng ban bảo vệ dân phố phường An Cừu, thành phố Huế. Dù tuổi đã cao, nhưng người bảo vệ dân phố này luôn tràn đầy nhiệt huyết với công việc. Ông cũng là một trong những điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại đường Ngự Bình, đoàn có đường ra đi qua, người dân sinh sống ở đây dường như đã rất quen thuộc với hình ảnh ông Ngô Ngọc Khánh, trưởng ban bảo vệ dân phố của phường cùng các thành viên của tổ, luôn có mặt vào các khung giờ 6 giờ, 11 giờ và 16 giờ 30 hàng ngày để điều tiết giao thông. Được biết, đây là điểm nóng về trật tự đô thị của thành phố, do tuyến đường nhỏ, lưu lượng phương tiện lớn, nhiều người dân buôn bán lấn chiếm vỉa hè nên ùn tắc thường xảy ra. Nhưng từ năm 2015, nhờ sự ra đời của mô hình đảm bảo an ninh trật tự tuyến đường sắt do Ban Bảo vệ Dân phố đề xuất thành lập, tình trạng này đã được cải thiện đáng kể. Nói về Khánh thì bác làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nên trong quá trình bác chỉ đạo anh em tổ dân phố bảo vệ rất là hoàn hảo. Vì cái chuyện giao thông ở đây là cái điểm nóng của địa bàn của thành phố đây. Chỗ này là hình như là cái chỗ mà theo tôi nghĩ là hình như là chỗ này là kẹt xe tàu, kẹt xe, kẹt cổ là nhiều nhất của thành phố. Từ đó có tổ bảo vệ dân phố họ làm việc, bà con đi lại thì quá trình mà bị kẹt xe kẹt tàu thì rất yên tâm.
Ông Ngô Ngọc Khánh năm nay đã gần 65 tuổi nhưng đã có 43 năm công tác trong lực lượng bảo vệ dân phố. Từ thành viên trẻ đến vai trò trưởng ban bảo vệ dân phố kỳ cựu. Ở bất kỳ vai trò nào, người trưởng ban bảo vệ dân phố này cũng dành hết tâm huyết, sự nhiệt tình và trách nhiệm cho công việc. Làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở một địa phương phức tạp, quản lý, đốc thúc 25 thành viên của ban bảo vệ dân phố, nhưng có hơn 70% số thành viên trên 60 tuổi. Để mỗi thành viên luôn giữ vững tinh thần sẵn sàng làm nhiệm vụ, ông Ngô Ngọc Khánh đã không ngừng trăn trở, sử dụng cái tâm, lòng nhiệt thành và chính mình luôn nỗ lực không ngừng để làm gương và gắn kết chặt chẽ các thành viên, động viên mọi người vượt qua khó khăn, cùng nhau làm tốt nhiệm vụ. Ông đã chỉ đạo lực lượng bảo vệ dân phố thường xuyên phối hợp với công an phường làm tổ công tác tuyên truyền, giáo dục người dân các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác gìn giữ an ninh trật tự, kịp thời thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến từng tổ dân phố để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Cá nhân ông cùng với các thành viên thường phối hợp với công an phường An Cựu trực tiếp có mặt giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn, tham gia đảm bảo trật tự đô thị tại các tuyến. Không chỉ làm tổ công tác phối hợp, trưởng ban bảo vệ dân phố Ngô Ngọc Khánh đã chủ động đề xuất nhiều phương án mới. Điển hình, ông và các thành viên đã họp bàn và đề xuất với chính quyền và công an phường chủ động tiên phong vận động các hộ gia đình tại các tuyến đường Hồ Đắc Di, Nguyễn Hữu Ba, Lê Khắc Quyến lắp đặt hệ thống camera an ninh. Sau gần 4 năm, đến nay đã có gần 20 camera được lắp đặt hỗ trợ hiệu quả trong công tác gìn giữ an ninh trật tự tại địa phương. Bản thân cảm thấy rằng bên chỗ ông Khánh thì vừa có gia đình, tuổi vừa cao, công việc thì nhiều, mà việc phong trào là dường như đã đem cái công sức rất nhiều. Thì thời gian trước đây thì trong ông Khánh đã làm rất tốt, duy trì một số đội của ban bảo vệ. Và trong giai đoạn sau, từ 2016, 17, 18, 3 năm liền, đã thấy phải nói là trong công việc rất tích cực. Mặc dù là được sự hỗ trợ của nhân dân, được sự đồng tình, nhưng mà sự quyết tâm và cương quyết là trong công việc của anh Khanh, chúng tôi thấy là không cả riêng tôi, nhưng thấy là cũng được. Thì cũng mong rằng với tâm đức và cái tình cảm, việc phong trào, mong anh Khanh phải cố gắng phát huy hơn nữa. Trong thời gian qua, với những thành tích đã đạt được, đồng chí đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều giấy khen. Cụ thể, đồng chí đã duy trì công tác sinh hoạt của lực lượng bảo vệ dân phố để rút kinh nghiệm và đề ra những cái phương hướng cho thời gian tới. Đồng thời, tích cực tham mưu cho Đảng, chính quyền trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Cựu. Các đồng chí đã duy trì tốt hai mô hình, đó là mô hình tự quản về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông về đường sắt tại chặng đường Ngựa Bình và mô hình tổ tự quản điện tử về giám sát camera phòng chống tội phạm. Đồng thời, đồng chí tích cực tham mưu và phân công lực lượng tham gia bảo vệ các đoàn khách quốc tế cũng như là đoàn khách trong nước đến tham quan và làm việc tại thành phố Huế. Ngoài ra, trên địa bàn phường Cựu là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh tự, đồng chí đã tham mưu chỉ đạo lực lượng bảo vệ dân phố tham gia phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến tự, đạt kết quả tốt, tạo niềm tin trong bà con quần chúng nhân dân. Với những đóng góp không biết mệt mỏi của ông Ngô Ngọc Khánh nói riêng và của tập thể Ban Bảo vệ dân phố phường An Cựu và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban Bảo vệ dân phố phường đã 3 năm liền là đơn vị đạt danh hiệu quyết thắng. Ông Ngô Ngọc Khánh đã nhiều lần được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương mục truyền hình Vì an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương mục phát sóng vào lúc 20 giờ 20 phút ngày thứ năm và được phát lại vào lúc 11 giờ 50 phút ngày chủ nhật, 8 giờ 30 phút sáng thứ hai hàng tuần trên sóng truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.